What's up? Xin chào các anh em. Chào mừng các anh em đã quay lại với channel của Boss Gear. Hôm nay mình sẽ cùng chia tay cho các anh em một con bàn phím mới đến từ Hàn Quốc. Con bàn phím này là con bàn phím NK. Thì các bạn có thể nhìn thấy được là cái chữ N có theo cái kiểu mà 8 bit màu hồng. Đó, đây là cái thương hiệu hàng NK. Thương hiệu này là của Hàn Quốc nha các bạn. Này mình sắp tay từ Hàn Quốc về. Thì cái bàn phím này hoàn toàn là có chữ Hàn Quốc luôn, không có tiếng Tàu mà chỉ có tiếng Hàn Quốc thôi, với một số các cái thông số kỹ thuật đơn giản như ở đây. Thì mình có thể thấy là nó sẽ có double shot này, led rainbow, 104 phím, có hỗ trợ multimedia và có hỗ trợ nhận diện tất cả các nút trên cùng một lúc. Ở đây thì chúng ta thấy một cái hình bàn phím cơ bản ở đây. Cái hộp này thì được thiết kế khá là màu mè với tông màu hồng. Ở đây chúng ta sẽ có một cái tem để biết được đây là phiên bản gì. Nó sẽ có ghi là Otemu Red. Đó. Thì cái này có nghĩa là phiên bản màu trắng và là Red Switch. Ok, mình sẽ cùng đi mở hộp chiếc bàn phím này. Ok, bây giờ mình sẽ bóc hộp cái con bàn phím NK này. Con bàn phím này có thiết kế hộp rất là to, hơi bị hầm hố đấy. Hai phiên bản chúng ta là phiên bản màu trắng. Bàn phím được bọc trong một cái bọc ni lông và được đặt ở giữa hai cái cục xốp khá là dày. Đây chính là chiếc bàn phím của chúng ta. Các bạn có thể thấy là đây là một cái thiết kế rất là gọn gàng. Một thiết kế là có thể bạn có thể thường xuyên ở trên các cái bàn phím cơ bản như là các bàn phím của Philco hay là của Leopold, những bàn phím mà có thiết kế kiểu dạng như là dành cho văn phòng vậy, nhưng mà cái đế của nó sẽ là hơi nhô cao lên, bọc lấy các cái chân phím của switch, nó sẽ dạng như là của con full lens vậy, không có lộ cái chân switch ra ngoài. Thiết kế này thì nó có cái điểm lợi là nó sẽ cái tiếng gõ của nó sẽ hay hơn, nhưng mà nó sẽ rất là khó vệ sinh và gỡ keycap. Ngoài ra thì cái con này do cái keycap của nó làm khá là chắc chắn cho nên là khi mình rút ra thì rất là khó, rất là cứng luôn. Cái này mình phải dùng nhổ keycap nhé. Thường thì cái loại nhổ keycap thường thì nó sẽ không nhổ được, rất là khó rút vô. Ví dụ như cái nhổ keycap nhỏ như cái này thì mình rút vào thì nó sẽ không có dính hết được cái chân phím để rút lên. Mình sẽ dùng cái loại kiểu dạng máy đánh chữ như thế này. Mình sẽ luồn vào và hơi chéo sang một tí, rút lên thì được. Đó, là dễ dàng. Tuy nhiên thì cái loại keycap máy đánh trứng này thì nó sẽ đắt hơn là cái loại keycap, cái nhổ keycap máy đánh trứng này sẽ đắt hơn một chút. Con này thì đang sử dụng là Blue, mình sẽ gọi là Red Switch của thằng Otemu. Về phần cái ký tự ở trên bàn phím thì đây là ký tự chuẩn quốc tế rồi. Các bạn nhìn thấy là ký tự chuẩn. Thì cái này giống như là những con bàn phím theo kiểu cơ bản của Leopold, nhưng mà nó sẽ có thêm các cái ký tự của tiếng Hàn ở trên đây. Thì đây là phiên bản dành cho thị trường Hàn Quốc nên chắc chắn nó sẽ có các cái tiếng Hàn ở đây. Này có lẽ thích hợp với những cái bạn nào mà đang học tiếng Hàn. Và các bạn biết rồi đấy, nếu mà sử dụng cho thị trường Hàn Quốc thì chắc chắn là cái chất lượng của nó phải là tốt hơn nhiều và nó sẽ là chuẩn hơn là so với các cái bàn phím mà sử dụng cho các thị trường khác. Ở trên đây chúng ta thấy có một cái thiết kế đó là siêu gọn luôn, không có hầm hố mà nó chỉ gọn gàng bo bốn góc như thế này. Mặt trên này chúng ta sẽ có một lớp nhựa nhám và có các cái đèn thông báo, rất là nhiều các loại đèn thông báo ở đây. Đó, ở trên này đây có một cái lớp nhựa nhám và có các cái loại đèn thông báo ở trên này. Ok, rồi về mặt sau chúng ta sẽ có các cái thông tin của bàn phím như là NK R1S, đó, phiên bản wide gì đấy, anti dust tức là kháng bụi. Ở đây ta sẽ có hai cái lẫy để nâng hạ độ cao của phím. Ngoài ra thì ở đây chúng ta sẽ có thêm cả cái lớp cao su để mà có thể chống trượt. Về phần dây cáp của con này thì dây cáp của con này khá là dày và được bọc dù luôn nha các bạn. Nó được bọc dù hoàn toàn luôn. Đó. Rất là dày và được bọc dù.
Ngoài ra thì nó cũng có cục chống nhiễu, tuy nhiên đầu của nó lại không được mọc bạ vàng nha các bạn, không được bạ vàng đâu. Nhưng mà như vậy là đủ rồi, không cần thiết lắm. Đó. Và logo của thằng phím thì nó chỉ có một cái logo rất là nhỏ ở đây thôi. Nếu mà các bạn không nhìn kỹ thì sẽ không thấy nó có chữ NK rất là nhỏ ở đây. Cũng được sơn màu trắng luôn, nên là hầu như các con bàn phím này là nó sạch sẽ, rất là sạch sẽ. Và cái lớp nhựa mà sử dụng để bọc cái bàn phím này là một cái lớp nhựa nhám, sần. Thì các bạn sờ vào rất là sướng, đó, nó rất là cao cấp. Có một đặc điểm nữa là mình thấy đó là cái con này nó có cái có một cái đế, cái lớp ở phía trong như thế này. Đây mình gỡ cái cáp ra cho các bạn coi nhé. Thì nó có một cái lớp ở phía dưới, làm thiết kế khá là hay. Cái mặt trên này thì nó sẽ là một cái lớp nhựa sần, nhưng mà phía dưới này chúng ta sẽ có một cái lớp kim loại. Đấy, một cái lớp kim loại nha các bạn, không phải là lớp nhựa, mà là phía dưới này chúng ta sẽ có một cái lớp kim loại. Đó, cái phía đế, phía cái đáy của nó sẽ là kim loại mà bằng bạc. Thì khi vậy cái bàn bật đèn led lên thì nó sẽ phản ánh sáng lên, giống như thiết kế của cái con full lens ấy. Con full lens thì nó cũng có thiết kế tương tự như vậy. Và cái thiết kế này thì cho cảm giác bấm cũng sướng hơn khi mà mình chạm đáy. Đó. Vì con này là dùng bảng red switch nên nó sẽ không phát ra tiếng ồn nha các bạn, không phát ra tiếng clicky, mà gõ hầu như là không có tiếng luôn. Này, thử lần cho các bạn nghe một... này. Hầu như không có tiếng và rất là nhẹ. Con này nếu mà nói về cái cảm giác gõ thì nó cũng thuộc dạng là top trong những cái con mình thấy cảm giác gõ sướng nhất, tại vì nó khá là nhẹ mà ồn của nó cũng được giảm đi khá là nhiều. Rồi, về cái đèn led của con này thì sử dụng đèn led rainbow thôi, nó sẽ mỗi hàng một màu, thì nữa mình sẽ mở đèn led cho các bạn coi. Về cái phần nhựa keycap thì cũng là nhựa keycap double shot, và nó sẽ được làm rất là tỉ mỉ từ những cái ký tự rất là nhỏ ở trên bàn phím thì đều được là double shot hết, cả các ký tự Hàn Quốc luôn. Các bạn thấy một cái nút như thế này thì nó sẽ có đến hai cái ký tự lồng vào nhau, tức là hai ký tự trên cùng một nút, nên nó sẽ làm tỉ mỉ hơn rất là nhiều, ví dụ như là unplug này hay là các cái nút control đó. Ở đây chúng ta sẽ có các cái chế độ led điều khiển bằng 6 nút ở trên này, mình sẽ phải là 7 nút trên này, và các phím multimedia ở phía trên. Đấy, đây là các cái cơ bản về chiếc bàn phím này. Rồi, ok, mình sẽ sang cái phần đó là phần thử chế độ led của con này nhé. Ok, mình đã tắt đèn đi và bật led của con này lên. Như cái mình đã nói từ trước thì cái con led của con này thì nói là cực kỳ sáng, và nó sẽ có hiện tất cả các ký tự của thằng Hàn Quốc lên đây và rất là rõ ràng. Các bạn nhìn thấy rất là rõ ràng đây. Đó. Và nó sẽ có phản ánh sáng từ dưới đáy lên do cái lớp kim loại. Cho nên nhìn các bạn có thể nói là cực kỳ xuất sắc. Nếu mà xét về cái thiết kế của con này thì nó là cực kỳ đẹp đấy. Và cái phần led của con này thì nó sẽ có tất cả là khoảng 10 chế độ led, mình sẽ thử trước. Đầu tiên, để các bạn mình tăng giảm tốc độ thì mình FN và nút cộng hoặc nút trừ để tăng và giảm. Đây, đó, tăng tốc độ và giảm tốc độ chạy. Khi nào maximum thì tất cả các đèn led sẽ nháy. Và nếu mà mình muốn tăng giảm độ sáng thì mình ấn FN xuống để giảm độ sáng, hết cỡ là tắt luôn. Và FN lên để tăng max độ sáng. Đầu tiên, chế độ đầu tiên sẽ là chế độ FN và Slow Lock. Đó, chế độ này nó sẽ chạy vòng tròn từ bên ngoài vào. Mình ấn FN Slow tiếp theo thì nó sẽ là chế độ chạy vòng tròn, nhưng mà là chạy vòng tròn theo kiểu waving cả bàn phím. Ok, mình sẽ sang phần tiếp theo, FN cũng Insert. FN cũng Insert thì chúng ta sẽ có là kiểu chế độ run bò, rắn bò như này, nhưng mà nó sẽ chia làm hai kiểu, một là sáng hết, hai là chỉ có con run bò thôi. Rồi tiếp theo là chế độ Breathing, rất là đơn giản. Ở đây thì chúng ta chỉ có một chế độ thôi. Đây là chế độ ca tất, tức là bấm phím nào nó sẽ sáng phím đó. Chế độ này là chế độ waving. Ở chế độ waving thì chúng ta sẽ ấn thêm một lần nữa thì chúng ta sẽ có chế độ đó là sáng nguyên tất cả bàn phím. Ở đây là chế độ tùy chỉnh. Ở chế độ tùy chỉnh này chúng ta sẽ có từ FN1 cho đến FN6789 luôn. Đó. Thì nếu mà ở FN9 chẳng hạn, mình muốn tùy chỉnh led như thế nào thì mình ấn FN và nút N lần nữa. Khi nào tất cả các cái đèn ở bên phía bên này nó nhấp nháy trên này thì các bạn có thể tùy chỉnh được
nút nào sáng, nút nào tối. Ví dụ như vậy. Ok, thì mình sẽ ấn FNE một lần nữa để lưu lại. Thì sau này chạy FNE 9 của mình sẽ là những nút như này, rất là đơn giản thôi. Chế độ cuối cùng là chế độ bấm phím nào sáng phím đấy. Chế độ này cũng rất là đẹp, dành cho các bạn nào không thích màu mè nhưng vẫn thích có cảm giác bấm phím cơ. Ok. Rồi, bây giờ mình sẽ chuyển sang cái phần đó là phần cảm giác bấm của con này. Con này đang sử dụng Red Switch của thằng Otemu, nhưng mà nó gia công riêng cho bàn phím này cho nên là nó sẽ có cái chất lượng tốt hơn rất là nhiều, dành riêng cho bàn phím Hàn Quốc mà. Rồi mình sẽ thử gõ luôn bàn phím Red nó sẽ như thế nào nhé. Đó, các bạn có thể thấy là cái con này gõ cực kỳ nhẹ. Các cái phím như là phím Shift hay là Enter hay là Tab, các phím dài, thì dùng một cái Tab kiểu gì đó mà mình gõ cảm giác rất là êm mà không nghe thấy bất kỳ tiếng lọc sọc nào luôn. Không nghe thấy tiếng gì của keycap chạm vào bàn phím luôn. Nó rất là êm và hầu như là thuộc dạng câm lặng ấy, silent. Tức là mình gõ vào ban đêm nếu như mà mình gõ lực chỉ vừa đủ không cần chạm đáy thì chắc chắn là sẽ không nghe thấy gì. Thì đây là một trong những cái bàn phím mình có cảm giác gõ Red Switch rất là phê. Ok, bây giờ mình sẽ giới thiệu cho các bạn thêm một cái đặc biệt nữa, đó là cái bàn phím này nhưng mà sử dụng là bàn phím Black và Blue Switch, để mình cho các bạn coi nhé cái gì đặc biệt của con bàn phím đấy. Đây là con bàn phím NSK mà phiên bản Black, tức là màu đen thôi luôn, đen từ đầu đến đít. Đó, phiên bản Black này thì nó có cái gì đặc biệt? Ngoài cái bảng màu đặc biệt của nó là màu đen thì nó sẽ có thêm một cái, đó là cái dây cáp. Cái dây cáp này của nó phải thuộc dạng là dây cáp khổng lồ, dây cáp siêu bự, siêu to. Dây cáp giống như là dây cáp biển luôn. Đấy, các bạn có thể nhìn thấy. So với những cái con khác thì cái dây cáp nó siêu nhỏ đối với con này. Đó. Nhưng vì sao nó to như vậy? Tại vì nó có đến 4 cái cổng. Vì sao lại có 4 cổng? Nó sẽ có một cái cổng loa này, cổng mic, hai đầu cổng USB. Đó, thì ở đây chúng ta sẽ có là có ký hiệu KB, tức là cắm bàn phím thì cắm cổng này nhé. Còn cái cổng mà có cái hiệu đầu USB này thì là cái cổng chỉ dành riêng cho khi mà mình chia cái USB ra thôi. Và vì sao nó lại có 4 cổng đấy? Tức là khi mình cắm tất cả các cổng này vào trong CPU thì chúng ta sẽ sử dụng được thêm 3 cái cổng này. Đó là 3 cổng ở phía bên phải của bàn phím này. Cái cổng này vẫn sẽ có một cổng mic, một cổng loa và một cổng USB. Khi mà bạn cắm vào PC thì nó cái bàn phím này hỗ trợ như là một cái dây nối dài luôn. Đó. Thì các bạn sẽ cắm loa, cắm mic, cắm cả USB, chẳng như cắm thêm chuột ở đây. Nó rất là gọn gàng. Dành cho các bạn nào mà không thích đi dây xuống dưới PC á, dưới thì chỉ có phiên bản màu đen thôi nha các bạn. Màu đen là nó có cái hỗ trợ này thôi, đen và blue switch, chứ còn những phiên bản khác thì lại không có nhé. Rồi về mình sẽ thử gõ cho các bạn xem một cái đoạn văn bản để thử tiếng blue switch của con này nó sẽ như thế nào. Ok, mình sẽ gõ luôn. Tiếng của gõ của con này rất là nghe rất là sướng tai và rất là đều. Đặc biệt là những cái nút dài như là Shift Tab hay là nút cắt, các bạn gõ nghe cũng rất là chắc chắn, không hề có dụ lọc sọc. Đấy, đó là cái đặc biệt của cái con bàn phím này. Và cái bàn phím này là do mình xách tay từ Hàn Quốc về cho nên là nó sẽ không có nhiều. Nên nếu các bạn muốn mua thì hãy vào link ở phía dưới phần mô tả mình đặt mua để em đặt mua nhé. Thì giá của nó là khoảng 700.000 thôi, quá rẻ cho con bàn phím này. Đó. Thì các bạn hãy nhanh tay đặt cho mình một con nhé, để mà thử cảm giác một bàn phím Hàn Quốc như thế nào. Và cái thứ hai thì các bạn hãy like và chia sẻ cho các bạn bè của mình. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Bye bye.